nơi luôn bắt kịp những xu hướng chiếu sáng và trang trí nội thất mới nhất. Falkidi không ngừng sáng tạo để cho ra đời những dòng đèn LED mới đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của mọi khách hàng. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về dòng đèn LED downlight gắn nổi tròn SKDR08 với khả năng chiếu sáng chiếu điểm tốt, lại vừa mang tính thẩm mỹ cực kỳ cao, đem lại sự hài hòa cho không gian trang trí nhà bạn nhé. Đèn LED downlight gắn nổi tròn SKDR08 của Falkidi có cấu tạo 3 phần. Viên trước đèn và thân đèn được làm từ chất liệu hợp kim nhôm đúc phủ sơn tĩnh điện dày dặn, chắc chắn, đảm bảo chống va đập hiệu quả. Mặt sau đèn làm bằng hợp kim nhôm cao cấp được phủ sơn tĩnh điện, ngăn không cho điện năng truyền ra ngoài gây nguy hiểm cho người dùng. Bộ phận tản nhiệt có các khe rãnh sâu, giúp tăng diện tích tiếp xúc với không khí, từ đó tối ưu hóa được quá trình giảm nhiệt cho chip LED trong suốt thời gian sử dụng đèn. Toàn bộ phần mặt sau của đèn được thiết kế lẩn vào phía trong thân đèn, mang lại tính thẩm mỹ cao khi lắp đặt. Bộ nguồn nền được thiết kế chắc chắn, sử dụng công nghệ nguồn cách ly hiện đại, đảm bảo ổn dòng, giúp bảo vệ đèn khỏi những sự cố về điện áp, từ đó giúp gia tăng tuổi thọ của đèn. Bên trong mỗi đèn gồm một mắt chip LED, lens và chóa đèn có tác dụng hướng sáng, tạo góc chiếu phù hợp với yêu cầu sử dụng. Tấm kính có tác dụng chống bụi và giúp bảo vệ đèn. Đèn LED downlight SKDR08 có góc chiếu nhỏ từ 45 đến 60 độ và có thể điều chỉnh góc nghiêng, giúp ánh sáng phát ra đến sự vật được sắc nét và tập trung. Tùy vào công suất và kích thước mà đèn được trang bị chip LED cao cấp là Epistar và Brightlux, mang lại hiệu suất phát quang cao, đồng thời giúp tiết kiệm 80% điện năng so với đèn sợi đốt và 50% so với đèn compact truyền thống. Tuổi thọ bền bỉ lên tới hơn 50.000 giờ, tương đương với 15 năm sử dụng. Theo kết quả đo trên thiết bị, chỉ số hàm màu CRI của dòng đèn LED này đạt mức RA bằng 84, trong khi nhà sản xuất cam kết CRI lớn hơn 82, có nghĩa là ánh sáng của đèn rất trung thực và tự nhiên, đảm bảo môi trường tốt nhất cho thị giác của bạn. SKDR08 gồm hai màu ánh sáng cơ bản là ánh sáng vàng và ánh sáng trắng, và ba màu đèn là trắng, xám và đen cho các bạn lựa chọn. Đèn cũng sở hữu kích thước đa dạng với đường kính từ 75 đến 95mm tùy thuộc vào công suất và mục đích sử dụng của bạn. Đèn có góc chiếu nhỏ và mẫu mã sang trọng nên chủ yếu được lắp ở các khu vực trần cao trong nhiều không gian như sảnh chờ, hành lang, quán cà phê, nhà hàng hay khách sạn, v.v. Falkidi cam kết, vật liệu sản xuất đèn LED SKDR08 không hề có chứa các chất độc hại như chì hay thủy ngân và cũng không phát ra tia tử ngoại nên rất an toàn cho người sử dụng. Chúng tôi cam kết bảo hành 24 tháng và 1 đổi 1 cho vòng 7 ngày kể từ khi nhận được hàng đối với những lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất. Với thiết kế được ưa chuộng, độc đáo, độ bền vượt trội và khả năng chiếu sáng siêu bền, SKDR08 hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm chiếu sáng tuyệt vời và thú vị. Vậy còn chờ chờ gì nữa mà không nhấc máy lên, liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline 098 509 2466 để được đội ngũ tư vấn của Falkidi tư vấn nhiệt tình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.